đây là một cái phát hiện mới và là một cái luật chơi rất là thú vị, mà nó tạo cho chúng ta có những cái tư duy sáng tạo về tổ hợp, lựa chọn tổ hợp nào đánh vào thời khắc nào, bối cảnh nào thì hiệu quả. Và chắc chắn một điều là sẽ có cái phần mềm để viết cho cái luật Robin Hood về cờ vua và cờ tướng. Tuy nhiên khi mà lập trình cho cái luật cờ Robin Hood cho cờ tướng và cờ vua sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ là do có cái công nghệ Big Data và AI, tức là trí tuệ nhân tạo, thì chúng tôi cũng đang cho anh em lập trình về cái trò chơi này. Khi mà trò chơi được lập trình xong thì sẽ cho public và viral để tất cả anh chị em có thể là cùng chơi với máy. Và sản phẩm này tôi nghĩ rằng là một cái sản phẩm của 2024 của Việt Nam, sản phẩm rất là thú vị.